Hello, xin chào tất cả mọi người. Lời đó đầu tiên cho Hồng Lý gửi lời chào đến cả nhà thương thương của mình trên kênh sắp mới nha. Chúc cả nhà mình luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì hồi sáng giờ thì Hồng Lý có những cái clip đến chạm dừng chân rồi khởi đầu này nọ, thì bây giờ bắt đầu đã xong. Thì điểm bắt đầu kế tiếp nữa thì Hồng Lý sẽ đến một cái tỉnh thất. Mà tỉnh thất này thì cả nhà mình chắc nếu nhiều người mà xem clip lâu á thì cả nhà mình sẽ biết là cái tỉnh thất này, cái thời điểm mà Hồng Lý tới lần đầu tiên á là Hồng Lý đã từng kêu gọi anh chị em để đồng hành với thầy, giúp đỡ cho thầy để xây tỉnh thất. Là nói chung là thầy này, Hồng Lý nói là Hồng Lý biết thời điểm mấy năm trước á là thầy rất được những người ở vòng vòng ở Quan Âm Phật Đài ở chỗ Bạc Liêu nè cả nhà rất là quý thầy. Cái đợt đó thầy là nói chung là thầy tu tại chùa Quan Âm Phật Đài, thì thầy định về quê, thầy muốn có một tỉnh thất riêng của mình á, thì quê về khu của thầy, giống như là thầy ở quê ở đâu thì cũng không biết, giống như là ở Bạc Liêu thầy có một cái quê ở đâu đi, thầy tu ở đây, thầy muốn về tỉnh thất của thầy để thầy có một cái am riêng và tu riêng cho mình. Nhưng mà ở Bạc Liêu này thì nhiều người thương thầy và quý thầy á, thầy hiền lắm cả nhà ơi, thật sự là thầy hiền lắm. Thì quý thầy thì nói là muốn tặng cho thầy một cái miếng đất rồi để thầy xây cái am. Nhưng mà cái thời điểm đó thì thầy đi mà thầy làm gì có tiền để xây một cái tỉnh thất. Thì thầy được là vật liệu xây dựng cho thầy gọi là xây khi nào mà Phật tử cúng dường thì trả lại cho vật liệu xây dựng từ từ. Thì Hồng Lý cũng quyên góp cho thầy được một ít. Rồi đó, bây giờ thì Hồng Lý quay lại đây, thì hôm bữa Hồng Lý đi Sóc Trăng thì thầy nói là ghé cái nơi mà gọi là ít hay nhiều mình cũng có sự gọi là đóng góp nhỏ trong đó. Thầy muốn Hồng Lý ghé ở đó để biết được là cái nơi mình từng đóng góp hôm nay sẽ gọi là hoàn chỉnh và đã thành lên như thế nào. Thì thầy có mời Hồng Lý, nhưng mà hôm bữa đi Sóc Trăng thì Hồng Lý cũng nghe nói là ở dưới Bạc Liêu thì đang bị không cho ra đường rồi, nói chung là mọi người có thông tin là mình hoang mang. Thì khi về bây giờ thì Hồng Lý thấy là nhiều các bạn, các anh em đi gia nghiệp nè, đi Bạc Liêu nè, thì hôm nay là đánh én đi trả lễ mẹ Bạc Liêu, thì Hồng Lý xuống đây thì thầy biết nên là thầy đã mời về tỉnh thất của thầy để tới đó dùng một bữa chay. Thì bây giờ là Hồng Lý và các anh chị em trong đoàn ngày hôm nay, nó tiếng đoàn thì cũng có 7-8 người, 6-7 người cũng như khuôn mặt cũ thôi, tới để thăm thầy và xem cái tỉnh thất thầy đã hoàn chỉnh rồi như thế nào, để có một cái clip gửi đến cả nhà mình nha. Cả nhà mình chờ chút xíu, khi đến tỉnh thất thì Hồng Lý sẽ tương tác với thầy, coi thầy hôm nay thầy sẽ đãi cho mình món chay gì nha cả nhà nha. Cả nhà ơi, chú tới nha cả nhà, cái này chú tới. Nhưng mà em nghe nói là ở Sóc Trăng này có bánh bò nước cốt dừa gọi là bao ngon, dùng cái từ là bao ngon, nó có một cái lò riêng, nên là ở đây là hình như là mọi người bán cái món này đều có một cái lò riêng của chỗ đó lãnh ra, đâm ra là thì vậy là đặc biệt riêng cho một cái lò thôi chứ không phải là riêng cho một cái điểm nào bán. Thì vậy là em nghe nói rất là ngon luôn, chưa có tới thì em cũng mua ăn và mua biếu cho thầy, tại vì ăn chay mà, nên là sẵn em biếu cho thầy luôn nha cả nhà nha. Dạ. Dạ dạ dạ, em nghe nói ngon lắm, bây giờ em thì em nghe cái này nó là ngon lắm, em cũng muốn thử cho gì hấp dẫn quá vậy. Dạ không, mình thử một. Dạ, ở đây là ở đây mình có một cái lò riêng đúng không chị, là cái món đặc sản của ở Bạc Liêu này phải không chị? Dạ, ở tam ơi, nhìn hấp dẫn quá à. 5 cái là 25 ngàn con, dùng cái tàu bao ngon, không hữu danh là bao ngon, ngon quá. Hứa ơi, cái hũ cho em trước đi, cho bé nhóm cây măng thử chị. Thôi đúng rồi, ngon, bao ngon thì có. Tâm ơi, dùng cái từ bao ngon của ở đây, đặc sản của đây luôn Tâm. Cho em hũ với chị. Dạ, em mới hũ trước đi cho mấy em ăn rồi mua tiếp. Ngon lắm Hiếu ơi. Nè mày hỏi miếng ơi, Lam. Miếng miếng ngon lắm. Ngon lắm, ăn cho biết. Cái đặc sản của đây phải ăn miếng chứ. Tèo. Nghe ăn miếng chứ. Không ăn phải ăn miếng, mình tới đây rồi hay là mình tẩm dụng. Cái béo và cái béo của nó ngon lắm. Lấy một cây nữa dạo, lấy một cây nữa. Mỗi người đi ăn hết, lấy cục được. Dịu quá à. Không hổ danh luôn cả nhà ơi, thiệt sự luôn. Bấm bim. Bún bò dữ quá hả? Chuối bánh bò
mình nước cốt dừa có đây. Chị, ở đây tất cả mà người ta bán đó chị, là đều có một cái lò riêng có ở đây hết, là tất cả người bán đều có cái lò đó hay sao chị? Đúng rồi, bánh này có anh gì bán đó. Đó, là đặc sản của một cái lò ở đây. Thật ra là mình mua ở đâu đều là ngon như nhau hết, phải không chị? Đó, giống như là ở đây là đặc sản đặc biệt của cái lò đó. Khi mà ai mà mà bán món này thì mình cứ tấp cho mình mua, không có gì hết, là đều là có một cục của một cái lò đi ra hết, đặc sản của một riêng biệt của, giống như mình nói là nem lai vung vậy đó cả nhà. Hết nhiêu vậy? Thôi tâm đi anh trả, anh mua cho thầy nữa, không được có trả, được có trả, được có trả, anh còn mua nữa. Anh mua, anh gửi cho thầy, anh mua nữa, được có trả, được hết rồi. Em trả mình lấy tiền lẻ. Vậy là tổng cộng 11 cái, tính 10 cái đi, 4 cái đi, 5 cái. Chị lấy cho em thêm 6 hũ nữa đi. 6 hũ nữa. Bà bấy kiểu ngon á. Vậy về phòng, thôi về phòng. Mình mua mình 2 hũ nữa không? Giờ 8 hũ đi chị ha. Mình để 6 hũ riêng, 2 hũ riêng mình vô chùa mình gửi cho thầy 6 hũ. Trời ngon quá, thấy ăn mì ghiền không hả? 6 hũ hả? 6 hũ với 2 hũ riêng là 8. Cả nhà ơi, thì ở đây á, em lần đầu tiên em biết chỗ này nên là em cũng không biết là có nhiều người bán như thế nào không biết, nhưng mà mình thấy chỗ nào bán mình tấp cho mình ăn. Thì tấp vô chỗ nào thì mình giới thiệu về cái địa chỉ chỗ đó nha cả nhà nha. Thì mong là cả nhà mình, nếu mà ai đi mà cái đoạn này, tại vì Hồng Lý những chỗ khác bán khác thì Hồng Lý không biết, mà nhưng mà tất cả bao gồm mà chỗ nào bán đều là một lò này đưa ra, nên vì vậy là cả nhà mình có đi ngang qua ngã tư Võ Thị Sáu với lại bà Triệu, thì cô bán ngay cái góc ngã tư ngay đây. Nếu mà ai mà mình về Bạc Liêu chơi, mình chạy ngang qua con đường này, và ngay đây là ngay chỗ gọi là địa chỉ là Tấn Loan, là cả nhà địa chỉ là 220 Bà Triệu, phường 3, thành phố Bạc Liêu, nhưng mà nằm ngay góc ngã tư Võ Thị Sáu và Bà Triệu nha cả nhà nha. Đây là ngã tư đó. Thì cả nhà mình có ai mà mình về Bạc Liêu mình chơi, hoặc là mình đi ngang qua một cái đoạn đường như thế này nè, thì cả nhà mình có thể là ghé đây ăn thử. Như lời Hồng Lý nói, thật sự là Hồng Lý nghe là đúng rồi, ta nói là danh bất hư truyền nha cả nhà nha. Không hổ danh mà khi người ta nói về là bánh bò của bánh bò nước cốt dừa, bánh bò nước dừa của Bạc Liêu. Thật sự mà khi ăn rồi mà nãy giờ Hồng Lý mà nghĩ là nếu mà không ghé vào thầy mà để ăn đồ chay á, chắc một mình Hồng Lý có thể là ăn được hũ rưỡi với 2 hũ thì quá. Tại cái béo là thật sự là cái mà gọi là cái món hảo của Hồng Lý nữa. Nên là Hồng Lý ăn khi nào mà ngán xong, khi nào mà sợ, bắt đầu ngày sợ xong không ăn nữa thì ngày mai ăn tiếp nha cả nhà nha. Chứ mà ăn theo kiểu mà vừa ngon mà người em kiểu nói ăn là phải vừa ngán, mà ngán chút xíu nằm xuống mà thấy bánh bò phải sợ, rồi ngày mai ăn lại nữa. Đó nha cả nhà. Thì bây giờ thôi chúc cho cô mua mai bán đắt nha. Và hẹn có một dịp nào đó nữa thì con sẽ tới đây ủng hộ cho cô tiếp tục nha. Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ là chúng ta hãy hành trình tiếp tục đến tỉnh thức của thầy nha cả nhà. Thì Hồng Lý có được vài hũ, biết cho thầy để ăn chay được, nên là biết cho thầy vài hũ để thầy dùng nha cả nhà. Còn lén gì. Wow. Ôi. Nằm ngay mặt đường lộ lớn luôn. Wow. Cái đợt đó giờ có đi không? Không. Quân cơ không nè. Tèo 272. Tèo có 272 được đạo. Có 272 đâu. Có ông Quy với mình được rồi. Dạ mô A Di Đà Phật thôi. Dạ con chào thầy. Ôi wow thầy ơi. Một ngày nào đó gặp cả nhà mình lùi về cái clip mà cái đợt trước của Hùng Lý á, là ở trên chưa gì hết rồi vô đây còn dán cây rồi tùm lum á nha cả nhà. Hôm nay nhìn rất là này. Rất là. Đây là ngày địa tạng đúng không thầy? Ngày địa tạng đây nha cả nhà. Qua cái tượng mẹ bằng đá hả thầy? Đá qua cương hả thầy hả? Dạ 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 dạ. Wow. Nặng lắm đó. Dạ. Tịnh thức vạn đức. Dạ.
Nhớ quay dép ga nha mấy em. Vô đi ta. Nên là khi mà mình gọi là sư tổ sư tổ tướng đạo mạng dạ. Mình quay đi xuống mình ăn thì mình gặp cái chuyện như thế này như thế nghe. Ôi em thích quá cả nhà ơi, xuống hồi nãy giờ bắt đầu em đi ra thích quá cả nhà ơi. A Di Nam Mô A Di Đà Phật. Thích quá cả nhà. Ôi, thích quá đi. Wow, thầy rất là chu đáo thương lắm cả nhà. Tại vì hôm bữa em đi mấy đợt thầy cứ nhắn đến như là những người đã từng đến đây và góp một chút công sức vào để thầy có cái nơi tỉnh thức. Cái này là một lát Hồng Lý sẽ cho mọi người biết được là tỉnh thức này thầy xây lên là như thế nào, là để thầy có từng nói với Hồng Lý là để những người tu mà khi sao đó Hồng Lý rõ chứ nghe, Hồng Lý không dám nói rõ trước cả nhà nha, nói không à cả nhà nhìn thầy rất là chu đáo luôn cả nhà. Cái đợt đó là em đã được vô Phật tịnh Quan Âm Phật Đài, đã được thầy mời tụi em dùng bữa cơm chay, thì hôm nay khi quay về Bạc Liêu thì lại được đến cái tỉnh thức mới được gọi là làm xong. Thì thầy cũng được thầy mời, không biết món gì mà lại có giá nữa ta. Có chanh nữa ta, dạ không? Có chanh có giá nữa, mình chưa biết thầy sẽ làm món gì mà sao có chanh giá ớt nữa. Không, nhưng mà cái đó nhà phòng của mấy thầy mình không có quay dưới. Tên đền thờ tới đây là hết. Còn ở phía dưới phía sau là bếp và những cái nơi mà gọi là của các vị tu á cả nhà. Khi mà vào thì sẽ có những cái phía sau nghỉ ngơi dưới như cả nhà. Vậy là những cái nơi đó là cái nơi mà gọi là riêng biệt, nên là tụi em không có xuống dưới quay được. Chứ còn dài phía dưới là đi ngang qua những cái nơi nghỉ và cái bếp ở dưới. Wow, thấy ơi thầy, hình như là thầy Hùng Lý nghĩ á cả nhà. Thầy là một người là kiểu như cũng thích về những cái nét đẹp. Tại vì mình ở ngoài đời đi, mình thích những cái nét đẹp màu sắc nè, những cái quần áo lụa là nè, nhưng mà thầy ở đây thầy có một cái Hùng Lý ra cái mắt thẩm mỹ về trang trí về bên Phật pháp á, thì thầy trang trí rất là hảo, đúng không cả nhà mình, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình ở ngoài nè, mình thích những trang phục đẹp nè, thì thầy tu thì thầy thích được những cái cây cảnh, những cái bình yên mà nhìn vô vẫn thấy đẹp. Thì cả nhà nhìn nè, đây là từ cái tách trà nè cả nhà, từ cái bàn, từ cái sắp xếp của thầy thực sự là nhìn rất là gọn luôn. Từng cái dĩa nè, từng cái chân bài, từng cái bình hoa, rồi từng cái nơi thầy, cả nhà mình thấy không? Dù cái diện tích mình nói về tỉnh thức là diện tích này là chỉ cái diện tích nhỏ thôi ha cả nhà ha, nhưng mà thực sự là thầy cho em cả nhà nhìn nè, thầy phân ra riêng biệt từng nơi nhìn rất là, nói chung là có, dù nó nhỏ nhưng mà nó rất là gọi là đều đủ hết, hội tụ đủ hết. Món gì vậy chị Dạo? Thái ơi, mình vô mình đã được khám phá được, biết được món gì rồi nè Thái ơi. Trời ơi, bún chay mà giờ hái đồ chay lắm. Thật sự nè. Hay là bún riêu hay bún bò vậy? Em cũng nhìn em bún riêu phải không chị Dạo? Cái này là hủ là bún riêu, đúng rồi, bún riêu. Nhưng mà thật sự là cái này là thầy nấu, em nghĩ là thầy nấu. Tại thầy nấu đồ chay ngon lắm chị Dạo. Hôm bữa có ghé ăn một lần ở bên tỉnh thức, ở bên Quan Âm Phật Đài rồi. Đó. Thôi cả nhà mình hãy vào đây ăn đồ chay đi, cả nhà mình đừng có ngồi để mình vô mình ăn chung. Tại vì thầy rất là dân dã luôn, thầy có thể là ngồi trò chuyện với chúng ta, nên là không có sự mà gọi là riêng biệt gì đâu. Nên cả nhà mình vào ăn chay. Hôm nay mình thành tâm
đâu chị vào mấy cái hộ hồi nãy đâu. Đây em bún mắm mấy chị ơi. Mấy chị ơi ăn vô rồi biết bún mắm mấy chị ơi. Tâm ơi, bún mắm. Ngon quá cả nhà ơi. Không có hường nha. À, nếu mà thật sự nha, nếu mà mình thầy nấu mà vừa ăn thôi thì mình nói vừa ăn, còn lạ lạ mình nói lạ lạ nha. Ngon. Em đang ăn ở đây em nói thật sự là ngon, không có nói hường. Ngon nha cả nhà. Ờ đúng rồi, mình tội đúng không? Mình sợ mình nói vậy thì mình mang tội, thấy thơm và ngon như mắm thiệt luôn á. Nhưng mà ăn chay thì nãy giờ không dám nói như vậy, chứ thực trước ra là thơm, cái mùi vị rất là ngon luôn cả nhà. Ngon quá dạ ơi, xuất sắc. Ăn đi rồi ghiền. Thôi mình ăn xong rồi mình trò chuyện với thầy sau khi mà gọi là dọn dẹp sạch sẽ. Tại vì mình ăn ở đây mình ngồi chung, mà khi mà để thầy ngồi chung mà mình trò chuyện á, thầy cũng biết là ngại khi mà chúng ta tự nhiên ai mà nay mới ăn mà tự nhiên cùng đến với thầy trò chuyện cũng kỳ. Nên vậy là chúng ta ăn xong rồi thời gian ngồi chúng ta uống nước thì mình sẽ trò chuyện với thầy nha. Trời, thầy làm vậy đứa con xuống phụ thầy chứ. Thầy ngại. Tại nên mình vì vậy là cả nhà mình cảm với Hùng Lý là lên tới đây xuống dưới thầy cũng muốn là gọi là tiếp đãi những người mà thầy mến đó nha cả nhà nha. Nên là thầy đã cho tụi em được vừa ăn vừa được thưởng thức chính tay thầy làm những cái ly nước cam nè, và những cái tô mà thầy muốn gửi đến cho những Phật tử đến đây, thì chính tay thầy cũng muốn là thầy tự làm những cái món đó ngon, và những ly cam chính tay thầy làm. Nên vì vậy là bây giờ là chúng em sẽ ăn rồi xong rồi chút xíu mà khi giảng là xong hết thì các em chụp hình thì Hùng sẽ ngồi trò chuyện với thầy nha cả nhà. Rồi em xin đi đâu. Đúng là duyên lúc nào thì đến lúc đó, thầy thấy không? Hôm bữa khi mà con về Sóc Trăng thầy có nhắn tin cho con thì con lại nghe nói là ở Bạc Liêu, ở Cà Mau mỗi người có một cái thông tin khác nha, thì con cũng sợ nên là con không có ghé được. Nhưng mà khi mà con về thì con thấy là nhiều đoàn Phật tử cũng đi về cha dịp rồi ghé mẹ Nam Hải Bạc Liêu, nên con nghĩ đi được rồi con quay đây con nhắn tin cho thầy liền là con nói con lại về Bạc Liêu. Dạ. Nó cũng mới xả lúc 8 giờ. Tại vì vừa rồi là dịch quá thì 8 giờ tối là không cho người dân ra đường. Dạ. Thì nó cũng mới xả đây à. Mới xả hả? À, mới xả hồi đầu tháng này. À, mới đầu tháng thôi. Dạ, mới đầu tháng. Thì là cái đó những cái đó là có thật là không có được ra đường bắt đầu 8 giờ tối. 8 giờ tối với 4 giờ sáng. Là đúng. Ai mà đi ra đường là bị phạt hết. Giống như trên Sài Gòn. Dạ. Dạ. À, thầy thì con cũng đã đến đây lần đầu tiên mà khi thầy đang cái lúc mà gọi là mới bắt đầu mà xây dựng khởi công xây dựng thì có nhiều anh chị chắc cũng đã biết cái nơi này vì con đã có liên với thầy rồi đó. Dạ. Thì chắc anh chị cũng đã biết là thầy đã hoàn thành xong cái tình thức của mình là ngày mấy và bao lâu rồi thầy hả? Thì khi mình khởi công là cuối tháng 10 năm ngoái hả? Dạ. Cuối tháng 10 năm ngoái thì tập trung xây dựng thì khoảng ngày 19 tháng 2 á. 19 tháng năm trong năm nay á là An Vị Phật là xong. À, xong là hoàn chỉnh rồi hả? Là nhờ thật sự là cũng đủ duyên là nhờ các chị bên vật liệu xây dựng á. Dạ. Họ cho mình nợ. Dạ. Chứ không là mình cũng chưa rồi đâu. Dạ. Bên này cho nợ một chút, bên kia cho nợ một chút. Dạ. Cho nên tập trung làm một cái một. Dạ.
Có thuận duyên. Trong lúc thì cũng xây dựng thì thầy cũng đi tập thất. Thầy giao cho thợ coi 15 ngày cũng đi vô nhập thất. Thì mình kệ đi, thiếu rồi từ từ trả. Dạ, thì con nghĩ là những người mà gọi là có lòng mà để thầy sanh thì được hoàn chỉnh cái tỉnh thức này thì người ta không có thể tặng hay biếu cho mình, nhưng mà người ta vẫn cho mình gọi là thời gian để thầy được từ từ. Vì khi Phật tử đến rồi ai phát tâm gì đó thì thầy có bao nhiêu thì thầy gửi bao nhiêu. Dạ. Để sau này mà thầy có một cái nơi gọi là cái này con nói là giống như là mình cầu an cho bá gia bá tánh, cho tất cả người dân, thì con nghĩ là những người đó đã họ đã góp một cái phần rất là lớn để hoàn thành cái tình thức cho thầy. Dạ. Thì mong Phật cũng con cũng không biết nói gì hơn, thì cũng cầu xin cho những người mà gọi là luôn phát tâm để hướng về cái thiện, thì những người đó sẽ được bình an và cuộc sống họ sẽ được càng ngày càng được tốt hơn, để không phải riêng cái tình thức của thầy mà sau này sẽ có nhiều cái tình thức khác được những cái nơi đó hỗ trợ nữa. Tại vì khi mà đầy đủ diện tích thì nó mới phát triển lên chùa này kia, phải bao nhiêu trên 1.000 mét vuông thì đúng mới rồi, được, mới đủ điều kiện, mới đủ điều kiện. Bởi vậy con mới học, con hôm nay con được hiểu rồi nè. Con không hiểu, không hiểu sao mà tại sao mà tại là gọi là tỉnh thức rồi tỉnh xá có chỗ để là anh mở cái quạt bên đó để thầy mở. Dạ để em mở. Bởi vì Hồng Lý cũng không biết gọi là tỉnh thức tỉnh xá rồi tại sao gọi là chùa, mà nhiều khi mình đi mình thấy là tỉnh xá mà mình kêu bằng chùa, nhưng mà tại sao ở đó không để là chùa mà để là tỉnh xá. Nên vì vậy là hôm nay thì Hồng Lý được hỏi thầy nha cả nhà. Bây giờ đâm ra là Hồng Lý cũng hoang mang cái vụ này lâu lắm rồi, nhưng mà tự nhiên thầy nhắc tới mới nhớ là tại sao con thấy được đó là tỉnh thức và tỉnh xá, rồi là chùa có chỗ để chùa có để là tỉnh xá tỉnh thức, rồi con như vậy là sao vậy thầy hả? Tỉnh xá là các vị bên hệ phái khắc sĩ. Và chùa bên hệ phái Bắc Tông. Bắc Tông thì khi mà đủ điều kiện á thì mới được lên chùa. Mình thì mới cho nên là không được lên chùa. Chứ mà nó là một phần thôi, còn tùy theo hạnh nguyện của một vị trụ trì ở đó nữa. Như vị tâm nguyện của một vị trụ trì ở đó, nếu mà không muốn phát triển lên hoặc là người ta muốn chuyên tu á thì người ta không muốn mở cửa hoặc là làm gùm gan hoặc là làm lễ tất cả lễ hội này kia, nên người ta cắt hết. Ta chỉ dành thời gian chuyên tu thôi. Rồi tùy theo các vị muốn hoằng pháp thì có cái hướng phát triển lên để hoằng pháp độ chúng sanh. Rồi còn vị thì chuyên tu thì thôi như mình ẩn tu vậy, lo tu cái. Thầy khi mà thầy cho hỏi là giống như thầy đầu tiên thầy nói với con là khi mà mình xây cái tỉnh thức này là để cho các vị chuyên tu là về đây là sao, như thầy mới thầy đã từng nói với con con hiểu không? Thầy tâm nguyện thầy thích chuyên tu hơn, coi như là không muốn làm lễ, không muốn làm lễ của mọi thứ như là lễ Vu Lan hoặc là lễ này lễ kia rồi đó. Giống như cái tỉnh thức của mình sẽ không làm lễ mà không chuyên làm tu là để cho giống như là các thầy tới đây để gọi là dành thời gian tu, dành thời gian đi tu hay niệm Phật hoặc là tụng kinh đồ này nọ, không có mở cửa, không mở cửa là chuyên tu hay dành thời gian tập trung hành trì nhiều hơn. Còn giống như là chùa thường thường là mình đến mình hành hương đi, chùa mở cổng để mình đến hành hương, còn thầy xây cái tỉnh thức này gọi là để chuyên tu, giống như là thầy rồi các thầy khác tới đây để tối niệm Phật tụng kinh đồ này nọ để cầu phúc cầu an cho chúng sanh. Chứ không hạn chế đi đám luôn. Hạn chế đi đám luôn thầy. Chỉ khi mà người nào mà Phật tử thuận thành á hoặc là học vì hộ pháp á, có hộ sự thì mình có thể là đến đó tiếp. Còn như là mình ở đây không nhận đi đám tang bất cứ gì hết. Coi như mình không có tham gia thế giới bên ngoài nữa. Con hiểu rồi, đấy là mọi thầy đều có một cái hạnh và một cái nguyện, con không dành cái nguyện riêng đi. Các thầy là tu thì thường đến giống như đi đám, đi tụng này nọ, còn như các thầy là muốn giống như là mình ở trong một cái nơi chuyên tu chứ mình thì giống như là dùng cái từ là tách với lại thế giới bên ngoài. Tách biệt với thế giới bên ngoài. Có một thầy ở đây nhưng mà thầy về quê rồi.
Cảm ơn thầy về quê hả? Dạ. Tới hai thầy hả? Dạ, yeah, tối thầy ở đây một mình, không có các thầy kia phụ, tất cả là những cái trong đây là thầy đều một thầy mình. Làm hết. Thầy làm hết. Thầy làm hết. Dạ. Yeah. Cũng không có để cho Phật tử vô luôn. Dạ, không có cho Phật tử vô. Không cho Phật tử. Phật tử đến viếng rồi xong là bắt đầu cũng hạn chế luôn, hạn không tiếp khách luôn. Dạ, dạ, dạ. Chỉ có các vị đã biết rồi thì đến thì sẽ liên hệ đón tiếp. Cả nhà thì mọi có lẽ là nhiều người xem thì có lẽ là mỗi người đã đi chùa nhưng mà tất cả không ai hiểu, chưa chắc ai đã hiểu hết về những các vị tu giống như thầy, mỗi người tu như thế nào thế nào. Giống như thầy thì cái việc cái nhà mà chương trình cho thầy biết là tỉnh thức, là thường thường thầy cũng gọi, thường thường thầy gọi là các vị thầy tu ở chùa, nhưng mà chưa có chắc ai hiểu được là mỗi thầy đều có một cái hành nguyện riêng về cái con đường tu hành của mình. Nên vì vậy là giống như hiện tại bây giờ Hùng Lý đang trò chuyện với một thầy là gọi là tách biệt với thế giới bên ngoài, là nơi đây thì cũng ít có gọi là tiếp, gọi là Phật tử đến, chỉ có những người mà thầy đã từng biết rồi đó. Giống như là tu này nó cũng có nhiều cái vấn đề tế nhị lắm cả nhà. Thực sự là cái gì nếu mà thế gian người đời người ta nói thì cái gì người ta cũng nói được hết. Nên vì vậy là thầy muốn có một thầy cũng có tỉnh thức riêng như vậy để chuyên về tu. Nhưng mà Hùng Lý đã đến đây rồi thì thầy đã biết là Hùng Lý đã từng gieo duyên một cái nho nhỏ để góp một cái công sức để cho thầy làm nên một cái tỉnh thức như thế này, để thầy có cái nơi mà gọi là chuyên tu với lại các thầy khác nữa đó. Vì vậy là thầy biết Hùng Lý về đây, thì giống như cái trong cuộc sống thì dùng cái từ gọi là đền đáp hay trả ơn thì nó quá lớn. Giống như thầy đã biết là Hùng Lý cũng đã từng kêu gọi thì khi Hùng Lý về tới Bạc Liêu này, thầy cũng muốn Hùng Lý đến đây để dùng một bữa ăn để cho thầy được gọi là gửi lại cái lời cảm ơn, thay cái lời cảm ơn mà Hùng Lý đã từng đến đây để quyên góp giúp cho thầy nha cả nhà nha. Dạ, thì hôm nay con tới đây thì cũng muốn trò chuyện với thầy đôi lời thôi, chứ cũng không có dám mà gọi là phiền thầy nhiều. Con cũng tranh thủ tới đây thăm thầy rồi quay về đó. Một chút xíu nữa sẽ tới Quan Âm Phật Đài để trình lễ mẹ Nam Hải Bạc Liêu. Thì con tới đây thì con cũng không biết gì hơn, thì con xin gửi cúng dường 2 triệu để gọi là con muốn không phải là cầu riêng cho bản thân con, nhưng mà những người anh chị, những người bạn, những người thân của con. Thì trong cuộc sống này từ lúc mà khi mà con bắt đầu biết lên cơ số sống mới này thì con biết nhiều anh chị gần và xa. Đôi lúc anh chị người ta có nói là anh chị ở phương xa, những người ở nước ngoài vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà con thấy là đôi lúc cũng có những người cũng đang rất ở trong cái sự bế tắc. Nên vì vậy là con đã biết như vậy rồi thì con cần cố gắng đi đúng đường đúng hướng, và nhiều khi đi một nơi nào đó không chừng anh chị phải quyên góp, con có được 100.000 con gửi 100.000 thì con xin cầu an cho tất cả các anh chị. Và con có được 500.000 con gửi 500.000 con xin cầu an cho các anh chị. Thì hôm nay con xin gửi cho thầy là cái phần con cảm chí tháng 4 là thầy phải về chùa nhập hạ. Về cho Văn Phật Đại hả thầy? Dạ không, về chùa Tổ Đình Long Phước. À, Tổ Đình là ở đâu vậy thầy? Ở phường 5 á. Phường 5 là cũng thành phố Bạc Liêu mà luôn. Bạc Liêu là tất cả như Tổ Đình á thì tất cả quý thầy tăng ni á trong tỉnh đều tụ hội về đó hết. Dạ. An cư kiết hạ trong vòng 3 tháng. À, 3 tháng rồi thầy trở mới trở về đây. Nó nhập hạ theo của hình thức của bên tăng đoàn á. À, các quý thầy phải về an cư kiết hạ. Dạ. Trao dồi giới đức ở bên đó. Dạ. Các vị trụ trì hoặc là tăng ni nào đó thì đều tụ về hết, gom về hội tụ về hết trong vòng thúc liễm thân tâm, trao dồi tu hành 3 tháng kiết hạ trong đó. Cho nên mùa dịch này mà mọi người thấy được mọi người mạnh khỏe là mừng. Hồi nãy các em vô đây, các em có nói là ủa sao không thấy cái thùng Tam Bảo? Con mới nói vậy, con mới nói là thầy cái này là về chuyên tu. Thì con có thầy nói một lần rồi là không phải giống như là cái nơi mà mình tiếp Phật tử đến để hành hương. Nên vậy là để Tam Bảo cũng đâu có để làm cái gì đâu. Đó, thì các em hỏi như vậy là các em thấy là nghĩa là tỉnh thức chùa thì phải có cái thùng, những cái thùng Tam Bảo đó để cho ta tới người ta cúng dường hay này nọ. Không cần để. Ở đây cũng như là nhà mình Phật tử hỏi sao thầy không làm cái chuông bấm, ở đây không có tiếp Phật tử cho nên là chỉ không có cho nên là không làm chuông và không làm thùng Tam Bảo gì hết á. Không có cần những cái thứ đó. Tại khi gán tu đi thì Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ, mình có chút gì thì mình sẽ xây sở tiền điện tiền nước hoặc là trả những linh tinh. Chứ thật sự mình chuyên tu thì mình con thấy cái vấn đề đó cũng hơi khó cho thầy á. Ví dụ như thầy chuyên về tờ chuyên tu thì thầy
trong cuộc sống mà. Con nghĩ là kể cả những người tu hành cũng vậy, cũng phải cần có những cái đồng ngân để trang trải, nào là điện nước, ăn chay cũng là ăn chứ cũng phải mua bằng tiền. Tại vì ăn chay á là thầy khi hết đồ ăn trong tủ lạnh á, thì chạy vô chợ xin rau củ mà nó hơi xấu á, mình dẹp về mình tỉa lại, mình tỉa lại rồi mình ém vô tủ lạnh để đầy, chừng nào ăn hết thì cái đi xin tiếp, là xin một cách xin không à, đi xin. Rồi điện nước thì ai có cho thì Phật tử thuận thành. Như vừa rồi nhập hạ về đó, chưa đó không có tiền đóng tiền 3 tháng, có điện cho chú Long á, chú Long mình là bên bệnh viện Long, anh hết tiền không tiền điện rồi cứ xin, thà mình xin. Wow, thầy nói là con rất là thích luôn á. Tại vì con nghĩ là nhiều người có thắc mắc là điện nước thì thầy sẽ đi từ đâu. Nhưng mà cả nhà ơi, thì Hồng Lý nghĩ là giống như một Phật tử vậy đó, thì nhiều người cũng đã biết qua thầy rồi, cũng đã hiểu về cách tu của thầy. Giống như mình tới đây thì mình chưa có hiểu rõ đâu, nhưng mà thầy ở đây lâu thì có nhiều Phật tử sẽ biết về thầy. Nên vì vậy là thầy hồi nãy thầy nói đó, cái nguồn thu nhập của thầy từ đâu để trả tiền điện nước. Mà hôm bữa là thầy đi đâu mấy tháng mà ba tháng tiền điện chưa có đóng. Thì những Phật tử đó thì giống như bình thường thì thầy sẽ không làm phiền đúng không thầy? Nhưng mà có lúc nào cần thì thầy mở lời, thầy cứ nói thẳng. Tại vì cái đó là rõ ràng thực tế mà mình tu, thì các Phật tử đó cũng là biết thầy là cái nguồn thu nhập nó sẽ không có từ cái phía nào nhiều hết. Vậy là người ta nghĩ đó là người ta đi đâu cũng vậy, người ta sẽ phát tâm. Thầy không có như giữ tiền, như là có làm hết. Cho nên nói với Phật tử ở đây không giữ tiền. Với hai nó các việc không cần phải cuốn quần áo hoặc là điện thoại đó, nó không cần thiết luôn, nó thẳng là không sử dụng hết đó. Rồi khi mà tiền điện không có thì cứ ở đây cứ nói thẳng là không có tiền điện xin nha, đồ ăn gì cứ xin nha, thà xin chứ không giữ tiền. Ở đây không giữ tiền. Rồi còn như Phật tử hiểu thì họ lo từng chút vậy. Tất cả có Phật tử ở xung quanh ở đây họ hiểu mình là một người không có giữ tiền bạc, cho nên cần gì là cứ nói là họ trợ duyên. Nhưng mà dù mà có dư cũng không giữ nữa. Đủ rồi thôi. Cứ lo tu đi, thì mình tin tưởng là cứ lo tu đi, hộ pháp sẽ gia hộ. Bởi vì mà khi mà xây được như vậy á, trong vòng 4 tháng mấy mà làm được như vậy á, thật sự cũng hạnh phúc. Đủ duyên. Ai cũng nói đủ duyên chứ không là cũng gian nan lắm, thật sự gian nan. Thấy cũng gian nan thực sự. Mình anh nghĩ không có một đồng nào mà dám làm. Cho nên cũng cố gắng lắm. Cứ lo tu thôi. Cái phần này thì con xin gửi đi, con cũng một lát con có gửi một số tên đặc biệt giống như là đang những người đang trong gọi cái giai đoạn khó khăn về các bệnh tật á, thì xin thầy cầu an cho các anh chị đó. Và con xin cũng thầy tối thầy tụng thầy cầu an đi, chắc thầy đã cầu cho tất cả chúng sanh. Nhưng mà có những người đang gọi là trong cái sự bế tắc thì con cũng xin thầy giống như con cũng muốn gửi một chút tấm lòng về cho các anh chị đó, để cho ta gieo cái duyên đó đảm bảo. Thì coi như cái số tiền này thì con xin gửi cúng cho thầy để mua gian đèn để dâng lên Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì con chúc cho thầy được nhiều sức khỏe, để thầy có được sức khỏe luôn luôn niệm Phật và tụng kinh để hồi hướng cho chúng sanh được bình an. Thì cũng nương nhờ cái công đức của mọi người tạo ra, cũng chúc mọi người và gia đình tăng phước tăng thọ, được sức khỏe bình an, nhất là mùa dịch này, và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm niệm công đức. Tạm biệt mọi người.